thiếu gia đẹp trai mà ghen thì sẽ mắc cười thế nào chứ, sao lại ra ngoài phòng khách tùy tiện ôm ôm ấp ấp người khác chứ. Tại sao lại làm như vậy? Chuyện là ban nãy, Dung Hy đang lén la lén lút ở trong phòng. Nhưng ai dè, Ji-woo vừa mới tắm xong đi ra ngoài, anh mở tủ lạnh nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện không tìm thấy đồ uống mà mình yêu thích, thế nên chuẩn bị xuống dưới lầu. Dung Hy nhân lúc này nhanh chóng chuồn đi cho lẹ, thì ai ngờ Ji-woo lại lên đến nơi rồi. Dung Hy nhanh thoăn thoắt nấp vào phía sau sofa, Ji-woo từng bước tiến lại gần đó, Dung Hy cũng khẽ khàng di chuyển ra phía ngoài cửa, sau cùng thành công chạy thoát thân khỏi tầng 2, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Ngày hôm sau, Ye-ji ôm theo bó hoa to trả bá đến quán bar, bày tỏ sự hối lỗi về chuyện sinh nhật hôm trước. Thấy Ji-woo trần trừ không chịu nhận, Ye-ji lập tức nói, tay của Ye-ji đau rồi, anh không định nhận hay sao? Vừa đón lấy bó hoa thì tiếp đó là hàng chục lãng hoa nữa xuất hiện. Ji-woo lại bảo bọn họ đưa số hoa ấy ném tất cho Dung Hy, sau đó Ye-ji vừa uống nước vừa nói, bạn thân Yeong Quang của Dung Hy không hề biết chuyện cô làm thêm ở đây. Ji-woo nghe xong mặt mày rạng rỡ như nở hoa, nhanh chóng chạy đến cà khịa Dung Hy, tại sao không nói cho bạn thân. Dung Hy nghe xong bèn chắc chắn Ye-ji là người tiết lộ chuyện này, bạn gái của anh nói sao? Mồm năm miệng mười thật sự, cô ấy không phải bạn gái tôi. Thì ra cô tưởng cô ấy là bạn gái tôi à, thế nên mới ghen sao, lại cái thính nhạt nhẽo này. Đúng đấy, tôi ghen được chưa, ôi trời, ganh chết đi được đây, muốn chết quách đi cho rồi. Sau đó, một người đàn ông lòng đầy tâm sự, buồn rầu đến quán bar, Dung Hy ngồi ở bên cạnh tích cực an ủi, hơn nữa còn tặng anh ta một cái ôm, nhưng cảnh tượng này đều đã bị Ji-woo nhìn thấy bằng nửa con mắt. Ngay sau đó, anh bực bội đứng ở trong nhà bếp đợi cô phải chuyên tâm ở trong phòng bếp nấu ăn chăm chỉ chứ, tại sao lại ra bên ngoài kia? Ôm ôm ấp ấp người khác hẳn. Tại sao lại làm như vậy? Dung Hy thấy vậy liền đáp trả ngay, cái loại sống trong nhung lụa như Ji-woo sao hiểu được nỗi khổ của người khố rách áo ôm. Thần tình yêu ho đứng ngoài cửa đã nghe lén được tất cả. Sếp này, anh đang ghen đấy à? Gì cơ, cô nói cái gì cơ? Ôm ôm ấp ấp, tại sao lại làm như vậy? Rõ ràng là đang ghen còn gì nữa. Nói cái gì vậy trời, ai ghen ở đây chứ? Đúng là mắc cười quá đi mất. Lúc chiều tan làm, mọi người đều chào tạm biệt ra về, Ji-woo lại giữ một mình Dung Hy lại, bắt cô nấu mì cho mình ăn. Sau khi ăn xong, vẫn làm mình làm mẩy hỏi cho bằng được, tại sao cô không nói cho bạn thân Yeong Quang biết, bởi vì anh trai của sếp là cấp trên của Yeong Quang chứ sao? Ji-woo nghe xong trong lòng có chút hụt hẫng, rồi nói là còn tưởng cô thích mình nên mới giữ bí mật. Tiếp đó, Ji-woo ngỏ ý sẽ đưa Dung Hy về nhà. Dung Hy đang định từ chối cho đỡ phiền, thì Ji-woo lại hỏi có phải cô không muốn tiết kiệm tiền xe không? Dung Hy chỉ đành nhếch mép ngồi xuống. Cứ như thế, họ đến trước nhà của Dung Hy. Ji-woo hỏi cô có phải ở một mình hay không? Gì cơ? Vâng, tất nhiên rồi. Vậy tôi lên trên trước nhé. Cảm ơn anh. Thế là xong rồi á? Gì cơ ạ? Chẳng lẽ không định mời tôi uống cốc cà phê sao? Thiếu gia bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, không những ngầu lòi lại còn tám múi căng đét. Dung Hy nhìn thấy còn chảy cả nước miếng. So Dung Hy à, tỉnh táo coi. Chỉ có tám múi mà thôi chứ thật ra là thằng khùng. Ngày hôm qua, Ji-woo bày đặt đưa Dung Hy về đến tận cửa, cô đang chuẩn bị lên nhà thì lại bị sếp giữ lại, sau đó nói bóng nói gió là có thể lên đó uống cà phê không. Dung Hy nghe xong liền giãy đành đạch từ chối, Ji-woo bật cười nói mình chỉ đang giỡn chơi vậy thôi, sau đó lại giơ tay xoa đầu cô. Cảnh này đã bị chiếc camera chạy bằng cơm Yeong Quang nhìn thấy. Sau khi trở về nhà, Yeong Quang cuối cùng quyết định đánh liều tình tỏ với Crash, nhưng chưa kịp nói thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Người bên ngoài không phải Ji-woo mà là anh trai của Dung Hy. Thì ra, Dung Hy vì để đi Pháp du học, đã lén lút nhảy mất 3 triệu won mà mẹ cho anh trai. Anh trai cảm thấy đã bị xúc phạm không hề nhẹ nên đã chạy đến Seoul tìm cô. Dung Hy tức tốc bay vào trong toilet trốn vội. Sau đó, Yeong Quang nói dối tiếng động đó là của bạn gái mình, rồi bảo anh trai tạm thời tránh đi mà hai người họ mới thoát nạn. Sau khi Dung Hy chạy trốn ra bên, nhớ ra trước đó mình đã từng tìm thấy một chiếc sofa trong nhà kho, thế nên đã rón ra rón rén trở về quán bar ở nhờ một đêm. Sáng sớm hôm sau vừa mới chuẩn bị ra ngoài lại thấy Ji-woo đang đi xuống. Má ơi, hết hồn không ạ? Cô khẽ khàng mở hé cửa, phát hiện body đẹp hết nấc của Ji-woo, không nhịn được mà tim đập liên hồi. Nói thật thì cũng rất đẹp trai đấy chứ, dáng cao rong ròng lại còn ngầu lòi, cũng khá là thân thiện. Mà lúc này, Ji-woo dường như đã đánh hơi được tiếng gì đó, cô sợ hãi tức tốc đóng cửa lại, khi mở cửa định chuồn đi thì lại bị Ji-woo bắt quả tang tại trận. Má ơi! Trời ạ, giật giật hết cả mình, hét cái gì mà hét hả, ai biểu anh thù lù xuất hiện làm tôi giật mình chứ? Khi Ji-woo thắc mắc tại sao cô lại đến đây sớm như vậy thì Dung Hy lập tức cầm lấy chổi, lấy cớ quét dọn để lấp liếm cho qua chuyện.
Tối đó, Ieji bị mẹ lôi ra ngoài xem mắt mà cô nàng lại bướng bỉnh, đứng phát dậy bỏ đi ngay trước mặt đối tượng. Mẹ liền đuổi theo con gái ra ngoài thang máy, xin mẹ dừng lại ở đây đi. Suốt ngày chỉ trích anh Ji-u, chẳng lẽ mẹ không thấy mệt chút nào sao? Tại sao chỉ bởi vì anh Min-jun đã chết mà con và anh Ji-u lại phải giữ khoảng cách chứ? Mẹ cứ ôm lấy người đã chết mà sống đi, gì cơ? Sau khi cãi nhau gay gắt, Ieji tìm đến rượu giải sầu. Nhân viên phục vụ lần theo liên hệ trong điện thoại và gọi được Ji-u đến. Em biết anh không xem em là con gái. Em chỉ là em gái Suk Ieji của Suk Min-jun mà thôi. Ieji kéo tay Ji-u chất vấn anh có thể hẹn hò với mình được không, mà Ji-u không hề trả lời cô. Vậy thì đừng có bắt em. Nếu bắt em lần nữa thì tức là anh đồng ý hẹn hò với em đấy. Ji-u ngấm rượu, say ngoắc cần câu đi được vài bước đã ngã lăn. Bên đường xuất hiện ba tên ất ơ ở đâu ra muốn đưa Ieji về nhà. Ji-u bất lực đành phải xông lên trước bảo vệ cho cô. Ieji danh ma chớp lấy cơ hội này nói họ đã chính thức hẹn hò rồi. Bên này, bởi vì anh trai định sẽ ở lại lâu dài, nên Yeong Quang chỉ đành gói ghém đồ đạc của Dung Hy đem ra ngoài. Khi anh hỏi cô có phải là đang thích Ji-u không, Dung Hy lại ngậm chặt miệng không đáp. Yeong Quang cũng ngầm hiểu suy nghĩ của Dung Hy. Dung Hy không có nổi một xu dính túi, đành phải đem vali quay về nhà kho của quán bar ở nhờ. Ngày hôm sau, Ji-u vẫn đang giàu dĩ hậm hực vì chuyện hôm qua. Dung Hy thấy vậy, bèn đi vào bếp thành tâm làm một chiếc bánh dâu tây nhiều lớp tặng cho Ji-u. Sau đó, cô dè dặt hỏi Ji-u có thích nhạc kịch hay không. Lúc anh đang định mở miệng trả lời thì Ieji lúc này đột nhiên tung tăng chạy đến.